Want to learn English from zero? Click on the link right here to learn with Elite. Hope you enjoy the video. Xin chào các bạn. Chúng ta đều rất là ấp úng và ngơ ngác khi giao tiếp với người nước ngoài mà không thể nghe được người ta nói một câu gì đó. Vậy thì hôm nay hãy cùng xem 4 loại người sau đây sẽ phản ứng ra sao khi họ gặp khó khăn cho việc nghe nhé. Nhiều người có thể vì ngại hoặc là xấu hổ hoặc chỉ đơn giản là họ không có thói quen nói to. Vì thế đôi khi bạn sẽ gặp một chút khó khăn khi nghe những người này. So I was talking to my friend about the thing with the regular. Huh? I was talking to my friend about like meeting at the field to play some regular. Again? I was talking to my friends about when I go to the field and with my regular. Mẫu câu khi bạn muốn yêu cầu người khác nói to hơn sẽ là Sorry, could you speak up please? Có nghĩa là xin lỗi, bạn có thể nói to hơn được không? You know what's crazy that the sun makes up 99% of all the matter in the entire solar system. So all the asteroids, the planets, the stars, not stars, the other planets, the moons, the asteroids, you, me, everything, all that matter is literally just a small percentage of all the matter that's up there. It's insane, like it's just the numbers don't even make sense if you try to think about it, you know what I mean? Việc không nghe được vài chữ trong câu do người đối diện nói quá nhanh là một điều quá ư là bình thường luôn. Đơn giản bởi vì đôi khi họ quên mất là họ đang nói chuyện với một người không dùng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Vì thế họ cứ giữ nguyên tốc độ nói thôi. Và khi bạn muốn yêu cầu một ai đó nói chậm lại thì bạn có thể dùng mẫu câu là Sorry, could you speak slower please? Có nghĩa là xin lỗi, bạn có thể nói chậm lại không? Hoặc đơn giản là Whoa, slow down. Có nghĩa là nói chậm lại thôi. Còn đây là loại thiếu từ vựng và ngữ pháp, thế nên khi bạn nghe người khác nói thì bạn cũng chả hiểu một cái gì luôn. Oh. I have to go home now. I have a curfew. I'm sorry. What? Perfume? No. Curfew. Curfew? Yeah. What are you talking about? Nếu bạn là loại người này thì bạn sẽ mất thêm tí công sức để hỏi lại đấy. Và các bạn hãy thử dùng mẫu câu này xem. Sorry, I don't know that word. What does it mean? Có nghĩa là xin lỗi, tôi không biết từ đó. Nó có nghĩa là gì vậy? Người đừng lắng nghe. So you know when you get really hungry? And you say, hey, I'm gonna have a snack. And so you eat 4 choco pies. You just eat them all. And then your stomach starts to hurt. And you throw up on your desk at work. And then people are like, ew. I mean, that happened to me this morning. I mean, you know what I mean, right? That happens to everyone, right? No. Khi không nghe được một câu nào đó thì các bạn hãy yêu cầu người khác nói lại ngay nhé. Và các bạn hãy sử dụng mẫu câu là Sorry, I've never experienced that. Có nghĩa là xin lỗi, tôi chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Trong khi sử dụng những mẫu câu phía trên thì bạn nên dùng kèm với những hành động như thế này. Thì người ta sẽ hiểu là người ta sẽ phải nói lại câu đó. Còn bây giờ thì bài học đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên tham khảo khóa học online của Elite tại đấy nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và goodbye.